PSG đạt thỏa thuận, Mbappé đã ký kết xong với bến đỗ mới. Câu chuyện đi hay ở của Mbappé với PSG đã rõ như ban ngày với động thái mới nhất của tiền đạo người Pháp. Cập nhật về tình hình chuyển nhượng của tiền đạo ngôi sao Kylian Mbappé, tờ L'Equipe vừa qua cho biết PSG đã chấp nhận lời đề nghị với mức giá kỷ lục thế giới 300 triệu euro đến từ Anhuill. Vào ngay hôm 26 tháng 7 vừa qua giờ Pháp, giới chủ Ả Dập đã cử phái đoàn tới Paris để hoàn tất thỏa thuận. Bên cạnh việc gặp PSG, người Ả Rập cũng đã tới gặp Mbappé để thuyết phục anh ký vào hợp đồng khủng với mức lương 700 triệu euro một mùa. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi và người đại diện đã từ chối mọi cuộc gặp cũng như đàm phán với An Hiu Vẫn giữ nguyên lập trường, Mbappé thà ngồi dự bị ở PSG trong cả mùa giải 2023-2024 còn hơn gia nhập An Hiu và chơi bóng ở Ả Rập Xê Út. Như vậy, khả năng thương vụ bạc tỷ nói trên được xúc tiến là bằng không. Theo Le Parisien, Việc Kylian Mbappe từ chối gặp An Hill là bằng chứng cho thấy anh đã có thỏa thuận ngầm với Real Madrid. Tờ báo thân PSG cho rằng đôi bên đã ký nháy với nhau về một hợp đồng chuyển nhượng tự do vào hè 2024. Dẫu vậy, PSG không đời nào chịu mất trắng ngôi sao đắt giá nhất của mình. Họ có thể sẽ tiếp tục gây áp lực lên Mbappe hoặc tung tin đồn để lôi kéo Real Madrid. Cũng không ngoại trừ khả năng câu lạc bộ này sẽ gửi lời chào mua tới đối tác bất chấp quan hệ không còn tốt giữa cả hai ở chiều ngược lại, do đã có thỏa thuận ký emprer miễn phí vào năm sau, Real Madrid cũng chẳng phải vội vàng. Bên cạnh đó, tờ L'Equipe tiết lộ Los Blancos vẫn có thể chiêu mộ tiền đạo người Pháp ngay hè này nhưng họ sẽ chờ cho tới ngày cuối của phiên chợ hè để tìm kiếm một mức giá rẻ hơn.